Em khi nào mới ghé lại đó. Mình sẽ uống thuốc bây giờ á. Ăn cơm sao cũng 7-8 giờ chứ. Đúng của nó là 7-8 giờ mới uống kìa. Thường thường mà em sớm mà kệ chứ, em đừng miễn, em đừng có để ruột em nó đói quá thôi, đừng nó sợ nó cồn thôi chứ đâu có được ăn nó uống liền. Mà thường 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 ví dụ như sáng em muốn tóm giờ là tối muốn tóm giờ là đúng, sáng 9 giờ tối 9 giờ. Ừ, ăn sao bánh mì ngọt là cái gì đó đừng để ra đó quá cũng sợ buồn được thôi. Chị đây là trước qua em biết đợt này quay được không?
nhám nhám đừng có không. Gần sau mình đây đi. Phút đó thôi, mấy phút thôi. Nó to đấy. Không chắc quay được á, tại vì đợt trước quay thôi. Hả? Chị đó, chị có rửa mày xem. Quay đầu. Định đi thôi chứ chưa đi mà.